Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dưới ảnh hưởng của rãnh mây dông mai có xu hướng dịch chuyển về phía nước ta, khiến mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang quay trở lại trên diện rộng. Đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ đã có nhiều điểm có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Cảnh báo mưa dông vẫn có diễn biến phức tạp vì từ đêm nay 14 tháng 6 đến hết ngày mai 15 tháng 6, ở khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình hay là khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và cả Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trái ngược với mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ thì nắng nóng lại vẫn đang tiếp diễn ở khu vực miền Trung. Hôm nay, suốt một dải từ Nghệ An trở vào cho tới Phú Yên đều tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 tới 65% và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13 cho tới 17 giờ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Trở lại với thời tiết trưa chiều nay tại các thành phố lớn. Thủ đô Hà Nội, những cơn mưa xuất hiện đã giúp chấm dứt hoàn toàn thời tiết oi nóng trong những ngày vừa qua. Hôm nay, bầu trời thủ đô chủ đạo là nhiều mây, mưa xuất hiện rải rác trong ngày, mang tới cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn. Mức nhiệt ngày đêm hôm nay trên thành phố dao động trong khoảng từ 25 cho tới 30 độ. Với thành phố biển Đà Nẵng, hôm nay tiếp tục duy trì một ngày nắng mạnh và nhiệt cao khi mà nắng lên từ sớm, kéo theo nền nhiệt trưa nay tăng nhanh lên mức 36-37 độ. Thời gian có nhiệt độ cao duy trì suốt từ 11 giờ trưa cho tới tận 16-17 giờ chiều. Và do đó, quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời để tránh nắng nóng. Còn ở khu vực phía Nam thì hôm nay nắng vẫn kéo dài từ sáng cho tới khoảng trưa chiều. Do có nắng nên mức nhiệt cao nhất trưa nay vẫn duy trì trong khoảng là 33-34 độ, trời oi và nóng. Từ sau 15 giờ, mưa dông xuất hiện sẽ giúp giải nhiệt cho thành phố, mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu vào tối và đêm nay. Các loại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.